truyền thống của Việt Nam mà có sử dụng nguyên liệu từ dừa thì rất là nhiều. Nhưng mà tại sao em lại sử dụng loại bánh này? Thì bởi vì ngày đầu mà em kiếm được tiền từ bánh là em kiếm được tiền từ bánh da lợn. Một cái suy nghĩ táo bạo là em sẽ kết hợp da lợn thì có vỏ làm từ lá dứa, đậu xanh thì em bọc bên ngoài, nhân thì có trứng muối với lại hạt sen em sấy giòn, cánh hoa thì em tỉa từ cái thịt dừa, còn cái vỏ thì em đan từ lá dừa. Em sử dụng nước cốt dừa là nguyên liệu chính để làm vỏ và làm cái nhân bên trong luôn. Chúng ta sẽ đến với bất ngờ thứ hai mà thợ bánh Ái Quân mang đến cho bà giám khảo. Antwerp Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Xin mời. Wow. Em làm con chim sẻ, tại vì loài chim sẻ thì có sức sống rất là mãnh liệt. Em cũng thích loài chim này tại vì nó cũng khá giống với bản tính của em. Như ở đây thì mọi người có thể là em lựa chọn bốn chú chim. Nó giống như là từng giai đoạn phát triển của con người. Em miêu tả nó là giống như là cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cái này sau khi nếu mà mình không học đại học thì nó là giai đoạn mình tiếp xúc với cuộc đời. Về phần bánh thì nhà của em có làm bánh da lợn, tất cả các loại bánh truyền thống luôn. Thì em được tiếp xúc với bánh truyền thống từ lúc nhỏ, xong sau đó được tiếp xúc với lại bánh Âu. Thì em muốn vận dụng từ những gì mà mình đã được tiếp thu từ giai đoạn lúc nhỏ, em vận dụng vào những gì em đã được làm và được học. Em có kết hợp giữa nguyên liệu là dừa của Việt Nam làm cốt bánh, từ nguyên vật liệu là lá dứa thì em có làm ra được cái phần kem giống rất là giống cái giống bánh trôi nước của mình á. Ủa Châu, cái bánh em đâu? Mẹ em mời mọi người xong thì em kêu là chắc mọi người ăn rồi để mình ăn thôi. Em hòa một cái em quay lại em thấy mọi người vẫn còn yên nguyên trên. Chỉ có một mình em là trời ơi, tôi không ngờ. Nhưng mà em ăn cả cái thì em thấy là mình nên ăn nửa cái hay ăn cả cái? Dạ nguyên cái. Nguyên luôn hả? Nó đúng như là cái ý đồ của chị Phương Nguyên chia sẻ rằng là mình không có share ra được. Bởi vì mình share ra mình sẽ không có cảm nhận được cái điều thú vị ở bên trong. Thì thái cũng không có ngọt, cũng ngon. Thái cái như hơi bị khô. Cái này bỏ thêm nước cốt dừa ở trong. Cảm ơn những chia sẻ từ ban giám khảo. Cái bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm của thợ bánh thứ hai, Ái Quân. Cái này nhìn sơ qua thì giống như bánh da lợn ở dưới quê đó anh bạn. Và cái lớp xanh xanh đó Ái Quân làm lá dứa hả? Dạ đúng rồi. Mà màu lá dứa của bạn nó hơi bị tái ha. Em sử dụng bột lá dứa nè. Bạn đặt tên cho cái bánh của bạn là tên gì? Là da lợn nhưng mà không phải là da lợn. Tên hơi dài. Tên là gì? Dạ là cái tên em mới đọc nguyên đoạn nữa. Là lá gì, lá gì? Da lợn nhưng mà không phải là da lợn. Dạ đúng rồi. Da lợn nhưng mà không phải là da lợn. Em biết rồi, giống slogan của mình. Bánh nhưng không phải là bánh. Ta chọn cái mất này tại vì em thích cái vị dừa với xoài, em nghĩ là hai vị đó sẽ hợp với nhau. Antwerp Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh.